hoa cam tươi đây này. Rồng phun chuẩn bị di chuyển rồi mọi người. Ủa đừng đây này. Đi. Ủa đừng nằm ở trên đây. Con cây đầu tiên hả? Đừng xếp ra đây. Chuẩn bị xem rồng phun lửa trước khi di chuyển mọi người nè. Xoay lên nào cho. Thằng lên. Đức Phật chuẩn bị di chuyển mà. Ê, ê, ê. Vài ngàn người về tham dự cái lễ Đức Phật vào chiều ngày hôm nay. Rất là đẹp. Sư đang xây dựng. Thấy rồi, cái lui lại, quay lưng lại. Rồi, quay lưng lại cái bạch. Bên này là trang phục của dân tộc đồng bào. Rất là đẹp. Trong cái lễ hội Phật đạo này cũng rất là nhiều sắc màu văn hóa mọi người. Cái này là xe của đội đi lễ. Sắp xuất phát đấy mọi người. Xuất phát từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm mọi người nhé. Từ Diệu Đế lên chùa Từ Đàm. Mình đang đứng ở đây là quốc từ Diệu Đế mọi người. Bên này là Phật tử đi bộ. Xe hoa Đức Phật sắp xuất phát. Bà con chờ chút xíu này nhé. Xe Đức Phật đã đi qua cái vị trí chùa Diệu Đế rồi mọi người nhé. Ban trị sự Phật giáo hương trà Phước Lâm. Liên Điệp. Việt Phong Điền. Phong Điền.
xa hơn Thùy nha mọi người. Xe đẹp mọi người này, xe này phát thải chừng hàng. Rồi hết rồi mọi người nhá. Rồi cảm ơn bà con cô bác chị các bạn. Đoạn xe rất là dài lắm. Đây xe này, đây xe hoa đang đi qua cầu Tràng Tiền các bạn ơi. Đây là đoạn cầu Tràng Tiền đó rất là đẹp. Xe hoa đang đi qua cầu Tràng Tiền, hình ảnh rất là đẹp luôn. Những cái đánh xe hoa qua cầu Tràng Tiền. Một hình ảnh rất là đẹp. Lễ Phật đản 2023 mọi người nhé. Hello hello, mọi khách nước ngoài, chúng ta về tham quan lễ Phật đản. Cố đô Huế. Rất là tuyệt vời tại Huế lúc này. Còn rất là nhiều chiếc xe hoa khác nè mọi người nhé. Xe hoa còn rất là nhiều. Và đoạn đường dưới này là đoạn đường của bà con đứng xem. Đến mừng Phật đản bà con đứng xem. Đây khán giả đứng xem đông. Là đông luôn anh Quang ơi. Chào đồng chí, chào anh Quang, anh Quang channel mọi người nhé. Trực tiếp không ạ? Dạ không. Trực tiếp bên em mạng tệ lắm. Lâu lâu phát cho xong rồi vào xong về mờ mè. Dạ. Ui giờ khán giả quá đông. Họ lại đông lắm. Ôi trời.